Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại làng Tân Định, xã Tân Hòa Tây, tỉnh Phú Yên. Tôi đang đứng trên cái hồ Róc Râm, một cái hồ nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Mà mùa này không có nước nhiều nên quay không có đẹp cho mấy. Đi còn tháng 11, 12 vậy đó. Thì mùa mưa thì nước nó lên rất là nhiều, nó chảy qua đây, tràn qua đây rồi nó chảy xuống kia, tạo thành một cái thác rất là đẹp. Để mùa này không có nước thì quay sơ sơ thôi. Love when we take our time to make love. Promise you I'm no waste of time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Hồ Róc Râm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 18 km, nằm trên nhánh suối Thoại thuộc làng Tân Định, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hồ được xây dựng từ năm 1995 với tổng diện tích lưu vực gần 7 km², nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp cho bà con. Trước đây, người dân làng Tân Định sống chủ yếu bằng sản xuất lúa mùa vụ. Tuy nhiên, hoạt động tưới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên năng suất sản xuất không ổn định. Do không làm chủ được lượng nước tưới đến năng suất giảm sút trầm trọng, đời sống của bà con vô cùng khốn khó. Nắm bắt được tình hình nên nhà nước và chính quyền địa phương đã giúp đỡ đầu tư cho làng Tân Định xây dựng hồ chứa nước Róc Râm, nhanh chóng đưa vào chính thức sử dụng sau 2 năm thi công. Hồ Róc Râm có ý nghĩa lớn đối với đời sống vật chất của người dân làng Tân Định. Từ ngày có hồ, năng suất sản xuất lúa tăng lên đáng kể, gấp đôi so với trước kia. Đây là cái thác của hồ Róc Râm. Đến khi mùa mưa, nước nó bên kia nó dâng lên, nó tràn qua đây, nó chảy xuống mấy cái hộp này, thành một cái thác rất là đẹp. Mà mùa này không có nước, chỉ có những hộp trống không thôi. Chỉ có riêng hộp ở dưới này là có nước, hộp dưới cùng. Hồ Róc Râm có một hệ thống đập tràn với kết cấu 7 tầng hình bậc thang. Vào những mùa mưa lớn, lượng nước trong hồ dâng cao đạt mức tối đa sẽ tự động chảy qua đập tràn vào, tạo thành thác nước huyền ảo. Người dân sống xung quanh thường xuyên lui tới đây để ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên do bàn tay con người dưới sự hỗ trợ của thiên nhiên tạo ra. Khoảng 2-3 năm nhờ sự giới thiệu truyền tay nhau của người dân địa phương và các nhóm phượt, hồ Róc Râm bắt đầu được biết đến nhiều hơn và thu hút những du khách từ xa tới tham quan.
Đây là cái hộp trên cao cùng, cao khoảng 2 mét, rộng có rất là rộng. Hộp đây là bảy cái hộp, hộp trên, hộp dưới cùng mà có nước, mà hộp trên này không có. Khung cảnh xung quanh hồ được bao bởi các sườn núi và cây cỏ quanh năm xanh tốt. Chính bởi vậy, đây là địa điểm tránh nóng lý tưởng vào mùa hè cho các bạn trẻ muốn tìm đến sự mát mẻ từ thiên nhiên thay vì ướp lạnh cả ngày trong phòng điều hòa. Hanh khô lạnh buốt, xung quanh khu vực hồ Róc Râm có rất nhiều rẫy của người dân với vô vàn đặc sản nổi tiếng của Phú Yên như mít, dứa, thơm và nhiều vật sản núi rừng khác.